Ok rồi, bây giờ khách mời ready chưa ạ? Là chưa. Ok, mình xin mời khách mời ạ. Một đây, khách mời rất là đặc biệt ạ. Xin chào mọi người. Tùy anh thích ngồi đâu ngồi. Nói chung là tùy anh chọn đó. Ủa? Ok rồi ạ. Hello hàng xóm. Vừa rồi thì Xoài làm khách mời của phiên của Gil, thì bây giờ Gil lại làm khách mời phiên của Xoài hả? Ok ha. Ok, cảm ơn hả. Rồi mình bán gì vậy ạ? Ok, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến bây giờ mình lên deal hộ em luôn đi ạ. 4, 3, 2, 1, lên deal. Combo 2 dầu gội đâu ạ? Từ từ nha cho em, cái này là dầu xả. Cái này là dầu xả. Dầu xả, ủa sao dầu xả không vậy cả nhà? Combo dầu gội. Đây ạ. Combo 2 dầu gội tặng 1 dầu xả mọi người ơi. Em này á là được chiết xuất từ kiwi, dầu vitamin C và mật ong. Mắt em hơi cận đó, thành ra là anh có thể đọc giùm em được mắt anh có kết hợp không? Cùng với vitamin Pro, vitamin B5, công nghệ Isvita bổ sung dưỡng chất cho các bạn làn da thật ẩm mượt và đầy sức sống. Mình làm MC, mình đọc làn sao làm cho nó đẹp, nó đàng hoàng, nó nở mày nở mặt coi nè. Có vitamin C nữa nè, sẽ giúp thúc đẩy cho quá trình tái tạo collagen cho làn da trong ẩm mượt hơn. Vitamin B sẽ thêm nhiều dưỡng chất tự nhiên khác. Nói chung là chiết xuất rất là nhiều thứ tự nhiên nè, từ kiwi, hạnh nhân, mật ong. Là sẽ giúp dưỡng tốt cho da, rồi da đúng không ạ? Ừ, dạ đúng rồi ạ. Và em này sẽ giúp dưỡng ẩm suốt 24 giờ và giúp cho giữ chắc là da. Đúng rồi nha, và hiện tại là đem lên cho mọi người là combo 2 chai dưỡng dầu gội và giúp cho da là cho da đầu á. Đúng rồi, và còn được hỗ trợ tặng thêm cho mọi người đó là 1 chai dầu xả đó nha. Mua 2 chai dầu gội tặng 1 chai dầu xả luôn và giá chỉ còn có 345k thôi. Cho nên hiện tại là mọi người ơi, nếu bạn phải ở nhà mình sắp hết dầu gội rồi, dầu tại cần dầu xả luôn. Chai dầu thì đang thử chốt đơn nhà ta chốt đơn không bạn ạ? Chai dầu xả là 550g nha mọi người ơi. Đó, chai hiệu quả hồi luôn mà cái chai rất là to nha, không phải là chai nhỏ xíu xíu đâu. Một cái chai này là em nha. Rồi, bây giờ đây có hỗ trợ về giá tốt rồi, 345k thì ta đủ mà mình. Chốt luôn. Hữu phẩm còn lớn. Mua liền qua liền với em nha mọi người nha. Đây có giá tốt rồi, tranh thủ liền đi. Tại vì cái điều này sẽ không còn nhiều đâu. Cho nên bây giờ hiện tại đang thấy giá là 345. Tranh thủ phẩm còn mức mua liền qua thì em bấm trên like nha mọi người nhá. Mỗi loại hình như nó cũng có cái công dụng khác nhau nè. Cái này là dưỡng ẩm chuyên sâu nè, tóc và phục hồi hư tổn. Cái này là ngăn gãy rụng tóc. Nãy giờ nói da da như tưởng cho da người, không ai ngờ vẫn chăm sóc da đầu kỹ quá ha. Ngăn gãy rụng tóc nè. Phục hồi hư tổn nè. Nó sẽ phải phụ thuộc vào cái gọi là cái nhu cầu, sử dụng của mình. Bạn cần nhu cầu gì ạ? Nói chung là em thấy là em cần đủ anh. Nói chung là vừa là gãy rụng tóc nè và phục hồi hư tổn nè, em thấy là em thiếu cả hai anh ạ. Nên là ước gì mà nếu mà ví dụ nhà hàng xóm mà có lòng thì có thể tặng cho em bộ này. Thì nói chung là em cũng giờ gần đây nhà em cũng hết dầu gội nhẹ. Giờ em đến đây ta gặp khách mời rồi còn bào khách mời nữa. Không, về tặng khách mời đi, em tặng mời khách mời đi chứ. Nếu mà như anh muốn thì thôi em cũng xin phép. Là quá điều quá. Dạ rồi nha, hiện tại em vẫn đang có giá là 345k trong giới hạn của chị Xoài Non nha mọi người. Và đây là giá độc quyền trên phim livestream của Xoài Non thôi nha. Mua một thì nhận về 3 sản phẩm lợi thực nhân, về 2 dầu gội và thêm một chai sữa tắm nha. Cũng một dầu xả chứ. Đây là dầu xả đây đúng không nha anh chị mình ơi. Đúng rồi nha. Rồi bây giờ mọi người ơi, đang thủ giúp em với thêm khung giờ livestream nha mọi người nhé. Và hiện tại em được hỗ trợ vô trợ giá tốt rồi. Và hiện tại là chỉ có thêm khung giờ livestream của chị Xoài Non mới có cái điều là giá là 345k nha mọi người nhé. Đang có đưa quà luôn và mang về cho em không phải là 2 chai mà mang về cho em tặng là 3 chai. Đúng rồi nha mọi người nha. Dạ với 345k, một mã free ship, một mã giảm 15% nè. Nhận về cho em là 3 chai gồm combo 2 chai dầu gội và thêm 1 chai dầu xả nha. Về phần dầu gội anh chỉ có thể vào giá hàng giùm em chọn lựa giùm em là có loại là sẽ ngăn ngừa rụng tóc và loại còn lại là hư gọi là phục hồi hư tổn. Và mỗi chai là đều là trên 500 gram. Ồ
đây một cái chai xài này cũng lâu phết đấy. Ủa sao có một chai là 550g và một chai là 610g ta? Từ từ nha. Thế tùy á, tùy loại. À sữa tắm. Sữa tắm thì sẽ là 610g, còn dầu xả là dầu gội thì nó sẽ là 550g. Chai dầu gội này chắc xài hơn nửa năm luôn á. Đúng rồi, thôi anh đừng có nói vậy. Sao á? Tóc ngắn mà. Tóc em chắc tóc em hả? Cái này chắc xài được 3 tháng. Lý. Tại cái chai này cũng rất là to nè, nên là đây là mình xài cũng rất là lâu luôn á. Thơm nữa. Con bé này lên livestream rồi sao á tao ơi? Dạ, xài khá là lâu nha mọi người nha. Cho nên nếu mà mọi người ở nhà một kiểu, ví dụ mà mình ở một mình á, xài được nửa năm luôn á. Cái đó là ghiêu thôi ạ. Còn ví dụ mà tóc dài nhưng mình không có dùng nửa năm đâu ạ. Nói thật vậy, cái vậy thật thiếu đúng không? Nhưng mà đúng rõ ràng ghiêu xài dầu gội nói chung là cũng tiết kiệm. Không có nhu cầu, không có nhu cầu lắm, tóc quá ngắn đi. Và cái giá gốc của sản phẩm là 583k đúng không ạ? Dạ, đúng rồi ạ, 583k. Ờ, giá gốc là 583k nhưng mà trong livestream của em hiện tại chỉ còn có 345k cho 2 chai dầu gội và 1 chai dầu xả thôi. Mình mua 2 mà nhận về được 3, nên thành ra là bây giờ ai mà thấy cái giá đang quá là rẻ như thế này thì mọi người nhanh chóng bỏ vào giỏ hàng ấn thanh toán chốt đơn giùm em luôn nha cả nhà ơi. Đó, con bé này sao ở hiện tại anh chị nào còn quan tâm sản phẩm này bỏ giỏ hàng tranh thủ mình chốt đơn nha. Vì đến ngược 5 giây em qua một cái điều khác cũng là sản phẩm của nhà Lacy nha mọi người. 5, 4, 3, 2, 1, run yêu. Trời ơi, mùa hè nóng rồi mà cần lắm sản phẩm này luôn nè anh chị mình ơi. Lăn khử mùi nha mọi người nha. Rồi cái này không phải là thiếu được trong cuộc sống hàng ngày nha mọi người nha. Chợ mình đi ngoài đường nè, hoặc là mình tập thể dục thể thao rồi đó, mà có cái cơ thể mà mùa mà nó hơi kỳ đó thì cũng lạ nha. Đúng rồi đó. Hoặc là mình đi chơi với bạn bè của mình á, mà cơ thể của mình có ra một cái mùi gì đó thì nó hơi kỳ. Đúng. Đó là cần một sản phẩm là ngăn chặn mùi đó lại nha. Và hôm nay có combo 2 chai lăn khử mùi của nhà Lacy 147k. Em mời anh chị mình chốt đơn. Ủa sao không thấy điều ta? Ghim lại với em nha. 3, 2, 1, lên điều. Ok, thì nếu mà bạn nào mà muốn là hỗ trợ là nâng tông nè, mờ thâm nè, làm giúp cho da sáng mịn hơn và đều màu hơn á, và khử mùi khi ví dụ như mình đi ra ngoài đường này kia thứ á, thì mình nghĩ là các bạn nên bỏ trong túi một cái lăn đó. Này có cái size nhỏ này cũng tiện nhờ. Đúng cái rồi, như là cái tặng kèm đúng không? Đúng rồi. Đây là mua 2 chai combo 2 lăn mùi này sẽ được tặng kèm một cái mùi này. Cái này thì rất là tiện để mà chúng ta để vào túi. Bỏ. Như nãy xoài nói là chúng ta đi ra ngoài chúng ta mang theo cũng được, cũng hợp lý. Đi du lịch cũng ok luôn. Cũng rất là tiện nè. Và thật ra là nếu ví dụ như là mình, nếu mà mình hoạt động một ngày mà quá lâu đi thì mình sẽ cảm thấy là ví dụ như là mình có lỡ mà mình đi chơi hay gì đó thì mình cũng ví dụ như đi chơi, đi hẹn hò đồ mà mình không có thời gian về tắm rửa thì mình cũng có thể lôi ra để mình sử dụng. Sao mà đâu mình có sử dụng trước mặt người mình hẹn hò mà. Không anh, nhưng mà ý là ít nhất là mình cũng có nhà vệ sinh mà đúng không? Okay. Thì ít nhất là mình đi trong á, xong rồi bắt đầu mình làm gì mình làm. Thì người ta mình... hỏi cách hướng dẫn sử dụng nè. Hướng dẫn sử dụng mà. Bước 1 phải chốt đơn cho Bước 1 là chốt đơn. Bước 2 là đưa nách. Thứ hai là chúng ta phải lắc nhẹ chai. Lắc nhẹ chai và quẹt chỗ cần quẹt thế thôi, đúng không? Lúc đó là mình sẽ cảm thấy là mình tự tin hơn rất là nhiều nè. Nhưng mà trong livestream của em nha, là combo 2 lăn hút mùi là mình còn được tặng thêm một cái chai mini size nữa, đúng không? Cái chai này các bạn có thể bỏ vào trong một cái túi đi chơi, đi làm này kia thứ. Hoặc là các bạn đi du lịch ngắn hạn đi thì các bạn cũng có thể mang theo được luôn nha. Và sản phẩm này đây là dưỡng sáng da nha mọi người. Thì dưỡng sáng da nhận về cho em 147k là nhận về 3 chai nha. Gồm 2 chai lớn, 1 chai bé mini size nè. 147 hay 157? 147. 145 này của em, của anh bao nhiêu? Nên là ai anh chị nào thấy cái giá dưới 147 mà 145 là chốt đơn liền nha. Chốt đơn liền nha anh chị mình ơi. Đúng rồi, cái điều này quá rồi. Cái giá này sẽ cho một cái deal là combo 2 chai tặng 1. Là mua 2 được về 3 nha cả nhà ơi. Trời ơi, deal quá là hời luôn á. Cái giá quá là tốt, anh thấy ok chưa? Ok, chốt đơn đi. Chốt đơn.
Như vậy để dành deal cho tí xíu nữa là sẽ có một cái deal sản phẩm cũng khá là thú vị. Dạ vâng ạ, nên hiện tại anh chị nào mà đang cần một sản phẩm là lăn khử mùi sao cho anh cũng chốt đơn trên phiên livestream của chị Xoài Non nha. Thì đang có giá ở đâu đó là 145 đến 145k, những vật cho em là 3 chai lăn khử mùi nha. Và đây là sản phẩm của nhà laser dưỡng trang, dưỡng sáng da nha mọi người. Trắng sang dưỡng sáng da mờ thâm khử mùi nha mọi người ơi. Làm đều màu luôn ạ. Được chiết xuất từ dầu cám gạo tự nhiên nên sẽ giúp hỗ trợ nâng tông sáng da. Có niacinamide. Niacinamide này thường là cái chất để dưỡng trắng da. Rồi, bây giờ mọi người ơi, trang thủ chốt cho liền tay giúp em nha. Tại hiện tại có combo, không có dầu gọi riêng ạ. Dạ chị ơi, hiện tại cái new combo đang có giá tốt với chị. Cho nên chị ơi, về chị chốt cho một cái combo mã số 01 đi chị. Mà đôi combo 2 chai dầu gọi tặng thêm bây giờ là 1 chai dầu xả nữa. Chốt liền nha, mã 1 đi chùm nha, đang có giá tốt rồi. Cho nên hiện tại là nếu mà chị ơi, chị đang quan tâm về 1 chai lẻ thì giá hôm nay không có hồi. Cho nên hiện tại là lơ luôn cho chị để cái combo là đang được hỗ trợ giá chốt rộng luôn. Cho nên chị cứ chọn liền giúp em là mã số 01 đi nha chị. Ơi. Rồi chuẩn bị đến ngược 5 giây. 5 giây lên. 5 giây lên đều quá rồi. 5, 4, 3, 2, 1 lên đều. Thông cảm các ekip nhà em hơi mê ghi một xíu ạ. Lên 5 giây nha. Ủa mình mới lên mà. Cái này là dầu gọi và spa. À ok rồi, bây giờ mình lên dưỡng da nè. Ok. Cái này là shower gel, sữa tắm, dưỡng da sáng mịn, sữa tắm luôn. Có hai cái này, hai kích thước hả? Một cái là mật ong và một cái là dâu nè. Cái này là một cái là dành để dưỡng ẩm chuyên sâu và một cái là dưỡng da sáng mịn nè. Cái này là anh cần cái nào ạ? Dưỡng ẩm chuyên sâu. Dưỡng ẩm chuyên sâu hả? Chắc là da anh khô lắm nhỉ? Thế thì bây giờ mọi người nhanh, anh phải nhanh tay chút đi giùm em bộ cặp này chứ hả? Là phải gài khách mời một đơn cho bằng được vậy đó hả? Được thôi. Ủng hộ gia đình đi hả? Quên cho em sale đi, em sale mà anh thấy hợp lý anh mua nè. Mời em sale. Ủa bây giờ mời khách mời, khách mời phải là người nói chứ hả? Ủa. Ok em thấy, anh rồi thấy có cái, bây cái, giờ cái dưỡng chất từ nấm truffle luôn em. Ủa có truffle luôn hả? Quầy dưỡng da tươi trẻ hả? Vậy là một người rất là thích nấm truffle nên mình quyết định là mình sẽ lựa chọn cái này. Cái này là dưỡng da căng bóng nè. Ok, có tùy theo loại công dụng khác dạ, nhau. Đúng rồi. Thì bạn các bạn thấy là cái sản phẩm nào mà nó phù hợp với cái mình cần thì mọi người các bạn chốt đơn cái đó giùm em ạ. Và trong phiên live của em thì mình mua ui mà nó bị giá gì ơi, 100g của xong cái. Sao lại có cái 69g nữa vậy? Còn có 163k thôi. Ôi cái này là 610g á nha, còn cái này là chai lớn là 900g á nha, nó là điều khác đúng không? Dạ đúng rồi, đó là điều khác nữa chị. Ok rồi. Cô Ghiêu cũng đang là 163k. 163k ạ. Ừ. Đúng rồi, và cái chai này sẽ là 610g nha mọi người, giá và hiện tại sẽ có cho mọi người luôn. Đó, mình mọi người thích nha, như là dưỡng da sáng mịn nha, dưỡng da chuyên sâu hay là dưỡng da tươi trẻ, dưỡng da căng bóng đều mình có thể mình chọn phù hợp với em luôn. Mình bấm vào nút mua là sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn luôn, cứ bấm vào mình lựa chọn với em nha mọi người nhá. Em thấy mình có chị thấy giá 157k. Không phải, em 157k em khó thở mà sao em sao vậy, gia đình sao vậy em. Con bé này phá đáng quá. Tự ngứa cổ. Thì hôm nay là hôm qua vừa mới đi biển lêu heo quá nên thành ra là hôm nay bệnh hơi chào, hôm nay bệnh, hôm nay bệnh. Rồi, ok. Rồi mọi người ơi, tranh thủ chốt đơn là giúp em ở trên like nha, tại vì còn tầm khoảng là 1 phút nữa thôi là qua deal này rồi. Tranh thủ là giúp em ở trên khung giờ like nha mọi người nhé, săn deal sữa tắm rồi liền giúp em luôn. Em có thể mua sữa tắm, là sữa tắm hàng ngày là không thể nào thiếu được đúng không nè. Trời ơi, lâu lâu mà mình đi ngoài đường về mà mình không tắm, mình ra mình tắm nước không thì đâu có được đâu đúng không nè. Ui mà chỉ mình luôn đi có tặng quà. Có quà đúng luôn, có quà nha. Đó, một cái căng bóng nè, còn cái dưỡng ẩm chuyên sâu, một cái dưỡng da sáng là những vời chen và một chai sữa tắm như vậy. Một cái sữa tắm là 610g hả? Nhưng mà có quà về tay cho anh chị nữa nè. Đúng rồi, quà về tay cho mọi người luôn nha mọi người nha. Rồi bây giờ tranh thủ chốt đơn với em ở trên này nha, tại vì chuẩn bị qua deal rồi nha mọi người nha. Tranh thủ liền, chị nào chưa chốt đơn bây giờ mình tranh thủ mà mình chốt đơn. Tranh thủ bấm vào nút mua nhanh tay giúp em nha, giá còn 163, tranh thủ liền xíu nữa nhảy với giá là
nhỉnh hơn nữa là hàng có chốt đơn được nữa nha nha. Mọi người bấm vào giỏ hàng, mọi người sẽ thấy được cái size 610 này. Chúng ta sẽ có 4 công dụng khác nhau để phù hợp cái nhu cầu của mọi người nha. Chúng ta có dưỡng da sáng mịn nè, dưỡng da chuyên sâu, dưỡng... Đọc dưỡng ngược không đọc được nha. Rồi, dưỡng da tươi trẻ và dưỡng da căng bóng. Đó, nhu cầu của mọi người sao thì mọi người có thể lựa chọn cho phù hợp. Còn nếu mà cảm thấy mình mix được á, mình muốn cả hai công dụng thì mình mua cả hai luôn, bởi vì ngày hôm nay giá rất là tốt, mình phải tranh thủ luôn. Dạ, chai to là 610 gram nha mọi người. Và đến ngược 5 giây qua một cái điều khác cho anh chị nha. Hiện tại anh chị nào đã ưng sản phẩm của nhà Lai Xe mà giỏ hàng là cho thủ. Làm em đổ rồi, tại sao con bé này nhìn. Đúng rồi nha mọi người nha, tranh thủ đi cái bên trên khung giờ Lai nha mọi người nhé. Để mà không giống lắm nhỉ. Là chiếc xúc thôi. Để hai chị rửa cái nha. Cái mùi cái này chị thấy cơ nào mà. Mùi mật ong thơm không? Yêu thích mùi kiwi với mật ong. Là ai muốn là chiếc mua mình thì anh kêu là có thể là mùi mật ong kiwi thơm nha. Mùi này cũng thơm. Mùi nào cũng thơm hết. Mà đang có giá hỗ trợ tốt về cho người trong. Mùi nào cũng thơm hết trơn. Xoài non tranh thủ mình. Chốt đơn 5, 4, 3, 2, 1. Quá điều. Cũng là một sản phẩm hỗ trợ về mùi. Tắm xong rồi đúng không? Xịt xịt được không? Tắm không? Giúp ai gì đến nha. Xin mời. Lớn được. Ở giờ mình... Ôi, có chị comment kìa, kêu thích cái nào em mua cái đó. À. Kêu ơi, kêu thích hết. Kêu thích cả bè. Hết. Ai. Ok. Để cho kêu cắt màn hình một cái rồi để... cho một cái story lên để... xin camera cái cảnh toàn nha. Ok, và bây giờ mọi người ơi, nãy giờ là mình lên deal và đồ gỗ xin tắm rồi. Giờ là sẽ lên deal nước hoa. Nước hoa là không phải là thiếu trong rau, không phải chính xác. Mà chai này em mini size người bỏ vào túi mà di chuyển tiện lợi nữa. Đây, mới nói thì móc ra xài luôn nè. Tại Gil lúc nào cũng mang theo trên người một cái mini size. Đây là cái sản phẩm của công ty nước hoa nhà FF Spray. Gil đồng hành với vai trò giám đốc sáng tạo thì ngày hôm nay cũng rất là vinh dự khi được tham gia phiên live của xoài ha. Thì nói chung là cũng hàng xóm á, nhưng mà bữa giờ thì nói chung là cũng chưa được tặng một chai nào hết trơn á. Thì cũng buồn quá ha. Rồi, hôm nay á, ngoài ok sẽ tặng quà cho xoài và chú cũng phải mang đến rất rất là nhiều deal giá. Phải nói là lần đầu tiên có một cái giá như thế này trong buổi phiên livestream của người khác, cho nên là mình sẽ đi từ từ từng sản phẩm nha. Ok, thì sao ạ? Sản phẩm của nhà mình thì mình nói đi ạ. Chính ra là mình không có tò mò, em thích về phong thủy thì em thích màu nào nhất trong ba màu này? Em hôm bữa thì nói chung là cũng chưa có cơ duyên được tặng anh ạ. Thì hôm bữa thì lúc em qua teaser thì em cũng có được sử dụng mùi 003. Thì nói chung là em cũng khá là thích cái mùi đó. Thì 003 là kiss in the club. Đó là cũng cái mùi mà Gil rất là thích và thường xuyên mang theo để xài. Rồi, và hiện tại là đem lên cho mọi người là set 3 chai mini size, mỗi chai sẽ là 10ml cho mọi người nha. Rất là tiện lợi luôn, đi học đi chơi nè, đem một chiếc chai 10ml như thế này rất là tiện lợi cho mọi người nha. Gọn lắm, nó nhỏ hơn một cây son nữa. Đúng luôn á mọi người, nhỏ gọn, tiện lợi luôn. Đó, cho nên không có lâu sẽ bị chiếm hay là bị chiếm chỗ đó. Khi mà mình đem nguyên một cái chai to ra thì nó cũng tốt. Nhưng mà hiện tại là anh chị mình ơi, đang có combo 3 chai mini size giá chỉ còn có 157. 157k mà mang về cho em là 3 mùi hương như mọi người nha. Cái set mini size này như cái giá gốc là 517k lần. Dạ, đúng. Và ngày hôm nay thì cái deal của mình sẽ là 157k. Trời ơi, em cảm ơn anh, em đã tạ anh. Đây giá quá là sốc luôn á. Em nói thiệt là cái mấy cái chai này á nó cũng rất là nhỏ gọn này, nên là các bạn có thể mang đi du lịch hoặc là các bạn có thể mang đi học cũng được. Ở đây thì nó có 3 mùi đúng không ạ? Trong 3 mùi thì anh thích nhất là mùi nào ạ? Với lại cũng có một bạn hỏi là có bán lẻ một chai đỏ không? Chai đỏ mà mọi người muốn mua chai lớn hay chai nhỏ? Chai lớn thì tí nữa mình cũng sẽ có deal của chai 100ml và giá rất rất là tốt và chỉ có trong phiên live ngày hôm nay thôi. Nhưng mà Gil cũng nên recommend mọi người là có thể trải nghiệm thử set mini 3 chai, bởi vì ngày hôm nay giá quá tốt để chúng ta có thể mua để trải nghiệm 3 mùi hương của nhà F. Còn bán lẻ chai như này thì có nha, còn set mini thì mình nên trải nghiệm có 3 mùi. Tại 3 mùi đều rất là đặc biệt. Và với câu hỏi của xoài thì thực ra Gil... Em vừa mới hỏi gì đấy nhờ? Chai nào nhất, thích mùi nào nhất? Hàng sớm đã... với Gil 3 mùi là Gil sử dụng cho một cái gọi là công dụng khác nhau luôn á.
với cha xanh dương là lúc nào Gil cũng xịt ở trong tất cả không gian trong nhà của mình. Bởi vì Gil là người rất là thích mùi hương, Gil muốn ở đâu nó cũng phải thơm tho. Em chỉ ngày nào quay nếu ví dụ mà ví dụ như là tại vì hàng xóm ấy thì đôi khi là tại vì tụi mình cũng ở với rất là nhiều bạn bè ở trung tầng á, nên thành ra là đôi khi tụi mình cũng có những cái bữa gặp ăn chung với nhau thì bước vào nhà Gil thật sự là rất là thơm, và mình cũng mỗi lần mình qua mình cũng đều xin dơ nước hoa nhưng mà vẫn chưa được các bạn ạ, mình thất vọng sự. Đây đây là cái mùi mà đây là có thể nói là mùi không gian, không gian của Gil. Bởi vì nó rất là ấm cúng, cái mùi của nốt màu xanh dưa lá cây này nó tạo cho mình cảm giác như mình đang ở một cái vibe nó hơi cây cỏ hoa lá, nó hơi chiêu chiêu á. Còn cái mà Gil thích để đi tự tin ra ngoài thì Gil xài màu đỏ, còn màu xanh này là khi Gil đi tập thể thao. Đây là cái mùi hương màu đỏ là mùi 003 đúng không? Đúng rồi, mùi 003. Em thích cái đó lắm mà. Nếu ước mạnh nha. Nếu mà em... Rồi, yeah. Mùi 003 thì có tên là Kiss in the Club, sẽ có 3 tầng hương. Tầng hương đầu tiên là cam bergamot, là chanh, cam đỏ và nho đen. Tầng hương thứ hai là hoa violet, hoa nhài, hoa cam và hoa mộc tê. Tầng hương thứ ba sẽ là cỏ vetiver, đậu tonka. Cái đậu tonka này là một cái tông hương mà Gil rất thích trong tất cả gọi là các chai nước hoa mà có cái nốt hương đó, là cực kỳ kiểu mình cảm giác nó rất là sang mà nó rất là ấm á. Và hương xạ hương và hổ phách và gỗ tuyết tùng, đó là những cái nốt hương của chai màu đỏ. Nhưng mà mọi người nghe mùi nghe bảo là có hoa như vậy nhiều á, nhưng mà cái cảm giác cái mùi nó không có bị ngợp, nó không bị ngợp, không bị khó chịu á. Mình trải nghiệm thử luôn ạ. Tí nào được cầm về không ạ? Được cầm về hết luôn nhé. Rồi thì nói vậy thôi. Nói vậy thôi chứ à. Nói khi là từ khi nhà hàng xóm thì lần đầu tiên mà mới đi chơi chung với nhà là bà là tặng nước hoa cho mình, nhưng mà cũng đã làm hàng xóm luôn 7 tháng rồi nhưng mà vẫn chưa được chai nước hoa nào về nhà. Để cho bận rộn quên. Cái này là 1001 này. Thì anh có thể đọc lại giùm em là ở trong thành phần nó có gì không ạ? Cho em ơi. Mình còn uống nước một tí không? Em còn ạ. Ai có thể hỗ trợ cho em miếng nước được không? Rồi, cảm ơn. Rồi, Chew in the Wood. Màu xanh lá cây. Cái đây là chai này nhá. Chai này thì sẽ có cái mùi là có mùi cam, nho, wood, green, hoa, sô thơm, hoa hồng, hoa cam, hoa nhài, hoa vali, hoắc hương, hổ phách, tuyết tùng, cỏ hương và lactose. Đây là một cái chai mà mình bước vô nhà mình cảm thấy căn nhà mình nó ấm cúng, giả mê luôn. Và, hả? Nãy em cũng thiếu chai này á. Rồi, để nói là tặng một bộ mà. Và giá, bây giờ mình đang để xét giá 33 cái chai này để mọi người trải nghiệm. Thì hiện tại giá trong ngày hôm nay sẽ là 157k cho set 3 chai như thế này mọi người ơi. Mà trong cái giá gốc là 517k. Bao nhiêu? 517k mà trong livestream của em chỉ còn có 157k cho set 3 chai như thế này thôi. Và một chai như thế này sẽ là 10ml nha mọi người ơi. Có thể mang đi đâu cũng được hết trơn á. Mình bỏ trong túi cũng rất là tiện nè. Và những khi mà ví dụ như các bạn là lo sợ là ví dụ như đi du lịch mà mình mang một cái chai to và bị dễ bị đổ vỡ, thì các bạn có thể mang một cái chai nhỏ như thế này sử dụng cũng được rất là lâu luôn nè. Các bạn coi nó nhỏ vậy thôi chứ thật sự luôn là sử dụng được rất là lâu luôn á. Và ở trong đây 3 mùi thì các bạn có thể tùy các bạn thích xài mùi gì mùi xài. Em thì em thích là mùi 03 nên thành ra là em xin dạ đây dạ đây mình giữ rồi. Mà tên của sản phẩm cũng hay nữa mọi người ơi. Dạ, mọi người thích tên nào nhất? Trời, hôm nay mới được cầm trên tay đó mọi người, xúc động. Dòng nè, đây là cái chai lớn nha, tí nữa thì chúng ta sẽ lên deal của chai lớn nha mọi người. Nhưng mà nếu mà ví dụ như mà các bạn nào mà vẫn đang phân vân về cái vấn đề là không biết là cái mùi hương nào nó thật sự là nó phù hợp với mình á, thì mình nghĩ là các bạn nên mua cái set 3 chai. Tại vì hiện tại bây giờ trong cái livestream á, giá chỉ còn có 157k cho set 3 chai thôi, là giá cực kỳ rẻ trong phiên live của em luôn. Mà em nói thiệt là, em hỏi thiệt với anh nha, là có bao giờ mà nó có cái giá này ở trong phiên livestream chưa ạ? Không ạ. Hôm nay sao là livestream cười nhiều quá hay sao mà bể nền vậy ta? Nóng mới được mồ hôi á.
Đây, thực ra thì cái phiên live vừa rồi Xoài cũng đã support cho Gil rất là nhiều và đã ở lại rất là muộn ở cái phiên mega live của Gil. Cho nên là đến ra ngày hôm nay thì mình cũng có một món quà gửi lại là mang đến những cái điều thật tốt cho phiên live của Xoài, để mọi người có các bạn khán giả của Xoài có thể mua được giá tốt nhất. Để cho là chỉ có được trong phiên live ngày hôm nay thôi hả anh? Còn những phiên live sau không được hả? Để mình một lần chứ mình sao vậy? Trời con bé này rồi. Kinh tế dạo này. Hàng xóm là nó giờ này sao tao ơi, nói chung là các bạn hỏi là khi nào nhà ép ra dòng nước hoa mới, vậy thì đó cũng sẽ là một cái kế hoạch trong tương lai trong năm nay của nhà ép và cũng sẽ sắp rồi mọi người ơi, nó cũng đi tới cái bước cuối cùng rồi, chỉ đợi đúng lúc đúng thời điểm nữa thôi. Còn lại thì đây vẫn là ba nốt mùi nước hoa rất là tâm đắc của nhà ép và thực sự thì đây lúc mà dự tính ra mùi mới á thì công ty Gil đã định là mình sẽ ngưng sản xuất ba cái mùi này để mình tập trung vào ba cái mùi mới, nhưng mà nhận được một cái sự phản hồi là phản đối rất là nhiều của các bạn khách hàng quen thuộc, và trong đó nhiều khi có các anh chị em nghệ sĩ mà đang sử dụng nước hoa của Gil nữa, nhiều như Miu. Miu nói làm gì làm nhất quyết không được gọi là thay đổi mùi này, không được bỏ mùi này, bởi vì Miu rất thích mùi này. Anh Chun thì anh Chun cũng xài mùi này. Cho nên mình thấy là mọi người đang rất là yêu mến và rất là thích nước hoa, cho nên có thể là mình sẽ thay đổi lại kế hoạch đó mà giữ tất cả các mùi luôn. Em thấy là mọi người yêu cầu là Dương Mặt Gil thôi, thì nói chung là bây giờ là mọi người bảo là Dương Mặt Gil là mọi người mua thì thôi, mà anh Dương giùm em mặt của Gil thôi, không cần phải Dương Mặt em đâu ạ. Trời, hello mọi người nha. Hôm nay tại quên mất là mình chưa có post story hay cái gì đó để kêu gọi mọi người vào. Bây mình mới post xong thì tệ. Mà mọi người khi mà mới vào rồi thì nhớ giúp kêu phụ kêu share livestream và kêu gọi mọi người vào buổi livestream ngày hôm nay nha. Bởi vì trong buổi livestream hôm nay có những cái deal rất rất là tốt cho những cái giá sản phẩm nước hoa nhà ép chỉ có mặt trong phiên live của Xoài ngày hôm nay thôi. Và mọi người khi mà mua, mọi người còn app voucher vào thì sẽ được một cái giá còn hot. Hot. Dạ. Tùy quá. Nam dùng màu nào nhẹ nhàng vậy ạ? Nam. Thực ra là ba mùi nước hoa của Gil đều là theo hướng là gọi là unisex. Mình nước hoa nhà ép á, thì cái lúc mà ra sản phẩm này thì đã có một cái chiến dịch tên là funisex, có nghĩa là chúng ta sẽ không quá phân biệt nhiều mùi hương cho dành cho giới tính nào hết. Những cái mùi này thực sự Gil thấy nó rất là phi giới tính luôn á mọi người. Bởi vì ví dụ như Gil có những anh bạn, những người anh em mà tập gym, mà PT, mà mọi người biết PT Go và vỡ và nhìn nó rất là ngầu, rất là men, nhưng mà vẫn xài mùi nước hoa mùi này. Trong khi Gil nghĩ mùi này rất là nhẹ nhàng, nhưng mà mùi này mang tới một cảm giác rất là fresh nhé. Đây là mùi 02. Còn cái mùi mà giống như hồi nãy bạn bé bảo rất là thích đó là Kiss in the Club, là bởi vì nghe cái tên nó hot. Còn cái mùi này là cái không gian ấm áp hơn nè, là dạ. Nhưng mà ba mùi thì các bởi ngày hôm nay Gil mới để một cái giá rất tốt như vậy để mọi người có cơ hội trải nghiệm, đó là set nước hoa mini. Sẽ là đây là ba chai mini của ba mùi này luôn mọi người. Bình thường giá gốc sẽ là 517.000, nhưng trong ngày hôm nay trong tương lai của Xoài sẽ có giá là 157.000 cho set ba chai nước hoa như thế này nha mọi người ơi. Quá, ý là có người, mọi người đang mua 30ml nước hoa chỉ với giá 150.000. 157.000 đó. Và nãy giờ thì có nhiều bạn hỏi thì mình xin phép được nói lại là mùi 001 á sẽ là tầng hương 1 á là sẽ ôi anh đọc tiếng Anh đi em tiếng Anh lắm. Em cứ đọc cam nho wood là được. Cam nho wood green hoa sô thơm clarice say. Rồi mùi tầng thứ hai, bởi vì nước hoa sẽ tùy bay mùi theo thời gian nó sẽ ra những nốt hương khác nhau á. Nó mùi thiên nhiên hả? Trải nghiệm liền. Để cái mang cái rừng tới cho mọi người nha. Xịt ra khăn hả? Em đi xịt vô đây để mình nghe rõ cái mùi á. Nên muốn xịt vô tay nè. Thôi em thích mùi 03 nữa, em đợi mùi 03. Em mùi 03 lấy chai vô đang xài xịt được không? Được anh. Một cái thiệt luôn á, em cũng hay đi xin dơ lắm nhưng mà em xin dơ không thành công. Hôm nay xin dơ em thành công rồi cả nhà. Có hai phân nước hoa thôi mà đã như vậy rồi. Tí nữa sẽ tặng cho gì vậy? Cho hàng xóm. Cho không? Hàng xóm xếp ba chai luôn nha. Và hiện tại thì chai to nữa nha. Tặng chai to mà.
Rồi hiện tại như mọi người có thể thấy là hiện tại deal của chúng ta đang để là set 300 mini 10ml là giá 157.000 là chưa có add voucher nữa. Nếu mà mọi người có voucher thì add vào nhá. Ngày hôm nay thì cái giá này là có thể giảm tới mức là gần hơn 60%, gần 70% dành cho tặng cho mọi người luôn, để mọi người có cơ hội trải nghiệm ba nốt hương của nhà F. Cái này mình gọi là để cho mọi người trải nghiệm, mọi người thích cái nào, mọi người mê cái nào rồi thì mọi người có thể trải nghiệm với chai lớn cũng được. Đây là chai lớn 100ml và một chai như vậy Gil xài lâu luôn á. Gil dùng chai này để xịt gọi là không gian nhà của mình, là xịt khắp nơi, sofa, rèm cửa, quần áo, tủ quần áo, nói chung là nơi nào có vải vóc trong nhà thì Gil sẽ xịt. Thì tính tới giờ 3 tháng rồi chưa hết nửa chai, có nghĩa là cái dung tích của chai 100ml rất là nhiều. Cho nên mọi người có thể trải nghiệm trước chai 10ml để biết là mình thích cái nốt hương nào nhất và mình mua. Và với packaging này thì tôi nghĩ là để mua tặng quà các thứ tí xíu nữa, mọi người nghe giá của chai, những chai lớn là mọi người sẽ một lần nữa lại hết hồn.